Xin chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em làm cái video này để giới thiệu với cả nhà về cái lô mai con mới của em. Thì những cây này phía trước mắt các bạn đây hiện là giờ nó cũng là 4 tấc, 5 tấc rồi. Thì cái cây nó rất là cứng cây và nó đã phân nhánh rồi. Nó phân nhánh như phía trước mắt các bạn đang xem nè. Cây nào cũng phân nhánh và từ cái miệng chậu, miệng bịch cho lên tới cái nách lá thì nó khoảng là nửa gang tay. Cây nó rất là cứng cáp, rất là chắc. Đây, cái bầu đất của cây đây rất là cứng cáp, rất là chắc. Khi các bạn đem về trồng thì là cây sẽ nhanh phát triển nha. Cái loại này thì nó quấn rễ đơn giản, một dòng, hai dòng nè. Như phía trước mắt các bạn đang xem đây thì nó quấn rễ rất là đơn giản, nhưng mà nó sẽ kết hợp với cái rễ con của từng loại thì nó mới tạo nên dạng hình thú. Em lấy một cây khác cho cả nhà xem nha. Cây nào thì nó cũng được phân nhánh hết rồi. Đây, đây là cái quấn rễ của cái cây nè. Nó đã nổi cái rễ lên rồi. Dạ đúng rồi, nó mới kết hợp với rễ con thì nó tạo nên cái dạng hình thú. Những cái cây này thì nó cũng đều đều nhau, nó cũng 4 tấc, 5 tấc trở lên hết rồi. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ với Ngân qua số điện thoại là 0386 569 374 trong khoảng thời gian là 6 giờ chiều cho tới 10 giờ tối nha, hoặc là số điện thoại Zalo là 0944 754 283. Đây có rất là nhiều kiểu quấn rễ, cái rễ của nó thì nó đã nổi lên rồi. Quấn rễ nó nổi lên, cây nào cũng được quấn rễ hết. Cây nó rất là cứng cây. Cây nó rất là cứng cáp. Cây nào thì nó cũng có nhánh, nó có phân tạng hết luôn. Cây này rất là đẹp, rất là cứng cây. Cái này thì là Ngân đã chốt ra rồi nè. Chốt ra từng cây nó rất là thưa nhau, nên cái cây nó sẽ rất là mập. Nó sẽ mập và nó cứng cáp hơn so với là mình để khít đó. Các bạn ở gần thì có thể trực tiếp đến nhà của Ngân ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đi các bạn cứ đi hỏi đường đi về tới cầu nhà thờ Cái Mơn thì điện thoại Ngân, nhà Ngân thì cách đó khoảng 2 cây số thôi. Còn nếu mà các bạn ở xa thì có liên hệ thì Ngân sẽ gửi hàng qua đường bưu điện nha. Cái lô này chắc tầm khoảng mười mấy gần 20.000 cây thôi. Mấy cái clip ở bên đây nữa nè. Cây nào cũng được quấn rễ và được tản ra, nên là cây nào nó cũng có cành nhánh hết. Cây nào cũng đẹp, từng cây màu đất rất là chắc. Nên khi các bạn đem về trồng thì cây nó mình sẽ rất là mạnh. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh của Ngân nha, để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngân á, để giới thiệu những cái loại cây kiểng mới nha. Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành với Ngân.